Hoàng Xuân Kim Long. Huế nhiệt đã giảm xuống còn 28 độ C. Ngày hôm nay xả ra vẫn nắng. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Đây là tuyến đường phố Vàng Xuân. Ngay đầu đường Kim Long đi vào đó mọi người. Hôm nay chiều tối nay không khí lạnh, gió mùa đông bắc sẽ về. Dự báo thì chiều đến chiều bắt đầu trời trời rồi đó. Tối nay và mai là mưa, còn ngày tần lão nữa. Rồi tốt ngày gặp đám cưới. nhà vườn Kim Long. Dạ, đường Vàng Xuân khu vực này thuộc phường Kim Long mọi người nha. Bây giờ bảo thời tiết ngày hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2023. Bây giờ bảo từ 22 đến 28 độ C. Dạ, về nắng sáng đó. Khả năng ngày hôm nay sẽ vơi nắng đi vì mưa gió tiếp tục đổ về đây. Dạ, và lúc này em đang có mặt tại các tuyến đường phố của Huế đưa bà con thăm phố chợ đường Vàng Xuân bên dòng sông Kẻ Vàng. Bây giờ công viên đường đi bộ ven sông cũng đáng được làm một mới đấy mọi người. Con sông Kẻ Vàng nơi đưa nước vô sông Ngựa Hà đấy. Yeah. Năm xưa thì công viên ấm tùm cây cối bờ sông đó, rồi cùng dài to đi nhà cửa rất là nhiều, cũng lâu năm lắm rồi. Bây giờ bắt đầu mới chỉnh trang đô thị làm công viên đường ven sông. Ngày mai đẹp lắm đây, không lâu nữa cái đi thì vài tháng nữa sẽ sống rồi. Phía đâu đây thì vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống đây này. Dọc tới đây là dọc theo dòng sông tới ngay ngã ba sông cái cầu Ba Bể hướng lên con sông Bạch Hiền hướng lên đường Lý Nam Đế. Đây còn nhiều hộ dân ven sông. Đi một đoạn nữa sẽ học cái cầu Ba Bể. Em đi vào đây là khu vực khu định cư của Kim Long này với tự nhiên và vòng phía sau chợ Kim Long. Cây cối đường xá tuyến đường thì mùa mưa về nó ô rũ, lá nó rụng, chờ mùa xuân mới đó.
mùa xuân lại ra lọc. Có nhiều ngôi nhà để bà con chuẩn bị cây cành Tết rồi này. Bấm ngọn tiết cành cho những cây mai, mai vàng. Ở đường xa đây bây giờ nhiều cái chứ. Mai khắc đúng. Đường đi là ra hướng chợ Kim Long đây. Nhà ở rất là nhiều tại khu cư Kim Long, như là bà con xưa cùng ở đấy địa phương. Những tuyến đường mới trước mặt chợ Kim Long. Bây giờ đang quy hoạch làm đường lề lối đó lại đó. Ngày mai đâu đâu cũng đẹp, sạch đẹp chợ Kim Long. Tới ngày hôm nay tần rào thêm một ngày nữa, qua ngày mai ngày kia là có thể mưa kéo dài cho hết tháng 12 luôn theo như dự báo mọi người. Đây ngày tần nặng cuối cùng của tháng 12 đó đây. Đây có lễ hội chi chương trình chi đi ha, chợ Kim Long đang có chương trình giảm giá mobifone 5G quảng cáo đó. Chợ Kim Long ngày mới cũng đầy ắp tiếng cười rôm rả của người đi mua đi bán. Đường Phạm Thị Liên sau khi rời khỏi chợ Kim Long. Lúc này đi trên đường thì khoảng 24-25 độ C. Chiều nhiệt nó mới giảm lắm. Không khí lạnh mà cứ tăng cường liên tục thì làm cho mưa kéo dài trong cái đợt này. Và mưa lớn nhất là kéo dài từ bắt đầu đến 16 là đêm đi. Và ngày mai ngày 38 là hai ngày được cho là mưa lớn nhất trong cái đợt này. Còn lại là rét đậm rét hại mấy nha. Bắt đầu từ ngày 20 trở đi là rét lạnh lắm đó. Dự báo cũng cao có thể xuống còn 14-15 độ C thôi. Theo dự báo và mưa kéo dài cho đến hết tháng 12. Nghe được này là bắt đầu thấy mùa đông giá rét rồi đó. Nghe dự báo không là thấy khiếp rồi đó. Còn vào dịp cuối năm Giáng sinh bắt đầu lạnh.
bao nhiêu năm bắt đầu lần chất khô mối mà. Dạ. Xong nhận được lần đấy bắt đầu có những cái đợt gió đông bắc làm cho khô môi. À, hôm nay như vậy nhưng ngày mai là khác đó. Thì giờ đường bầu trời Huế là sẽ khác hẳn luôn đó. Đây em vừa rẽ qua cả ba đường Nguyễn Hoàng. Cả đây quy hoạch này làm công trình lớn chứ. À, này mai con đường Nguyễn Hoàng đi là đi thẳng ra phía ngoài đi là rộng lớn lắm đây. Thì ngược lại sau lưng em là đi thẳng ra Kim Long là qua cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng nhá. Đang thi công. Đây có cái cầu An Ninh Hà. Đường lại bà con không thấy nữa. Thấy cầu nhỏ nữa đâu. Nghe là con đường đi mở thẳng ra khu vực Tử Hà luôn đấy. Nhưng mà vài năm nữa đó là dự án cầu sông đã mới đến đường. Dạ. Rồi qua cầu An Ninh Hà là qua con sông Bạch Yến đó. Em đang hướng lên tuyến đường Lý Nam Đế, làng quê của Hương Long. Kim Long mà đến Hương Long. Hương Long là Hương Hồ. À, lên đây thì thấy con cảnh quế này, bị tre, sông nước. Mùa đi có những con sông quê bây giờ nước nó còn đục ngâu màu bùn đó mọi người. Cái mùa mưa đi qua là nó kéo dài tới những con sông đất đai bùn sình. Sông quê thì giống như mùa này thì người ta cũng sử dụng được, có sử dụng nặng thì tưới cấy thôi chứ còn mà mùa mưa thì phải dùng đến lúc sông quê nó đục màu bùn. Đây khu vực trung tâm đông đục, có chờ, có học trường, có trường học, hàng quán. Theo chân em đi khắp nơi ở Huế hỗ trợ ngày mới tiếp tiêu tội chi cả ca. Ở đời sống khu vực đông dân cư thì dễ làm ăn buôn bán. Mặc dù nhà cửa bà con ở đây lụp sụp thôi nhưng mà vẫn có công ăn việc làm, trước nhà có buôn bán lẹt xẹt đỡ vất vả thôi. Có nhiều ngôi nhà thờ cổ kính. Và khu vực này là chợ thông. Dạ. Trên đây thì có cái làng Trúc Lâm.
nhắc đến thì ai cũng biết đến. Đó, chợ thông, chợ cái phường thực chợ lúc nào sẵn tươi. Chợ thông mọi người. Đó, chợ cũng không đông nhưng mà chưa đông lắm nhưng mà hàng hóa rất là nhiều. Dạ. À, lên đây là khu vực vùng quê thì nhiều món quê lắm đó. Heo ca gà vịt chi là rau rạng chi đồ quê nhiều lắm đó. Tươi xanh ngon. Nguyễn Hữu Giật đường này đi vào làng Túc Lâm mọi người. Em lên đây sau video chia sẻ bà con hình ảnh ngày mới thì em gái chờ mua ít đồ rau rạng về dùng. Đó, khu vực chờ bà con buôn bán làm ăn rất là xô bồ. Lên cuối đường thì chắc buồn hơn. Dạ. Con đường đi có thể thông lên để mà con ra Hương Hồ lên Hương An mọi người. Dạ. Lên đường tránh luôn đó. Đó, vậy như thế này ngày mới phố chợ thành thị làng quê ở Huế ngày hôm nay và ngày 16 tháng 12 năm 2023. Để dự báo thời tiết từ ...22 đến 28 độ C cho ngày hôm nay. Và theo dự báo tối và mai là mưa rồi đó. Chắc có thể là ngày hôm nay là ngày thời ánh nắng cuối cùng của năm 2023 rồi. Dạ, hy vọng bà con biết thêm Huế cùng em vui ngày mới nha. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Dạ. Một lần nữa em vui xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Em chúc tất cả bà con mình luôn luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống. Dạ, em vui xin chào hẹn gặp lại mọi người.